Tại tỉnh Ninh Thuận, bước vào năm học mới, các trường học tại huyện miền núi Bắc Ái, địa phương có đến 90% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, đã triển khai chương trình cho học sinh mượn sách giáo khoa. Năm học này, tỉnh Ninh Thuận bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh khối lớp 4, lớp 8 và 11. Do mất nhiều thời gian thực hiện thủ tục đấu thầu, cung ứng sách theo quy định, vì vậy có những đầu sách đến nay vẫn chưa đến tay học sinh. Việc các trường học cho học sinh mượn sách giáo khoa được xem là giải pháp phù hợp, đáp ứng kịp thời việc dạy và học, góp phần duy trì sĩ số học sinh.